Hi, xin chào bạn trở lại kênh của mình. Ở Việt Nam thì bây giờ nó tầm cuối tháng 3, đầu tháng 4 rồi, chuẩn bị vào mùa nóng đến nơi rồi. Không biết là các chị em đã lựa chọn cho mình được một chai nước hoa nào để chuẩn bị đối phó với cái nóng của Việt Nam hay chưa, đặc biệt là cái nóng ở Hà Nội. Thì ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một chai nước hoa mà nó rất là nổi tiếng và rất là thành công ở thị trường nước ngoài, được rất nhiều những YouTuber, những reviewer về nước hoa khen ngợi hết mình về chai nước hoa này. Đó chính là Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản Intense của nữ nha. Chai này thì mình còn không quá nhiều, tại vì trước bên mình cũng mua chai một nửa ấy, bây giờ mình thi thoảng mình xịt thì bây giờ nó chỉ còn từng ngày thôi. Chai này thì anh em xài cũng khá là ok nha, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là lý do vì sao em nó lại nổi tiếng và được ưa chuộng đến như vậy. Khoan đã, nếu thấy video của mình hay thì đừng quên like, share, subscribe, hoặc donate cho mình nếu có thể, theo cái đường link ở dưới mô tả nha. Thân chai của phiên bản này có thiết kế màu trắng đục và vân nắp màu xanh, và cái dui nó màu xanh nhìn rất là mướt mắt. Đó là về ngoại hình của chai nước hoa này. Vậy thì mùi hương của nó như nào? Thì khi các bạn xịt cái chai nước hoa này ra thì bạn nhận thấy một cái mùi xa trượt rất là tươi và sáng, và một chút ngọt thanh đến từ táo. Nó như kiểu là cái cảm giác mà các bạn đi ngoài trời nóng ấy, 39-40 độ mà các bạn về các bạn kịp thời uống một cốc nước lạnh vậy. Wow, mình xì ra vát kiểu ui thích vãi trưởng, và mùi hương nó rất là dày, chứ nó không kiểu hời hợt nhẹ nhàng mà có cảm giác là xịt phát ở tầm 5 phút 10 phút sau nó bay mất. Và mình thì luôn mong là nó lúc nào cũng như vậy, nhưng mà khi dry down xuống khoảng tầm nửa tiếng sau thì các bạn sẽ thấy cái mùi tươi nó sẽ biến mất, và các bạn thấy xạ và hổ phách xuất hiện. Xạ bầu xuất hiện thì nó làm cho mùi hương có phần kiểu hơi tối xuống và khô khô, nhưng mà cái vai ngọt của táo nó vẫn sẽ xuất hiện khá là rõ ở cái nền phía sau. Và một cái điều mình thích ở chai nước hoa này đó là với cái tông mùi xạ trượt ấy, thì đa số những chai nước hoa khác thì họ làm sẽ có bị cái xu hướng kiểu nước rửa tay, kiểu xà phòng với các thứ, nhưng mà ở chai nước hoa này thì nó lại không bị như vậy, mà nó bị nghiêng thiên hướng kiểu xạ sủng sạch hơn, nên là mình khá là ưng về chai nước hoa này. Về độ bám tỏa của em nó thì em nó lưu khá là tốt trên da mình, khi mà khoảng tầm 7-8 tiếng khá là ok đúng không? Một cái mùi hương xa trượt mà lưu được như thế là quá là tuyệt vời rồi. Và cái độ tỏa hương thì nó còn tầm nửa cánh tay thôi. Tại vì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn sử dụng mùa hè mà nó kiểu tỏa hơn một cánh tay thì chắc chắn là lúc nào nó không hợp lên mũi của bạn thì bạn sẽ rất là khó chịu. Và về cái độ tuổi và phong cách thì mùi hương này mình nghĩ là nó rất là đa dụng và rất là dễ xài, ăn mặc thế nào cũng xài được. Và đặc biệt độ tuổi thì cái kiểu trẻ trung cũng không nhất thiết là mày 20 tuổi hay là 30 tuổi hay là 40 tuổi, và mình nghĩ rằng là độ tuổi nào cũng có thể sử dụng được chai nước hoa này. Còn về giá tiền của em nó thì hình như là tầm 2 triệu đồng cho một chai 100ml này, khá là ok đúng không? Về cái phiên bản gốc và phiên bản này thì chúng ta nên lựa chọn phiên bản nào? Thì với cái video mình đã review phiên bản gốc ấy, thì mình nói rằng là mình nghĩ với các bạn nữ thì phiên bản gốc là đủ cho mùa hè rồi. Và với phiên bản này thì bạn nào mà cảm thấy là phiên bản gốc ở trên da các bạn hơi kém này, tỏa hương cũng kém, mùi hương nhạt, thì các bạn có thể lựa chọn em này. Nó chênh một chút về giá thôi, và nó được cải thiện khá là nhiều về tất cả mọi mặt. Còn với cá nhân mình thì mình vẫn thích cái phiên bản gốc hơn là cái phiên bản Intense này. Và có những cái điều mà thích rồi thì rất là khó để đưa ra những cái lý do để chê, nhưng mà phải công nhận là ở đây một phiên bản nâng cấp rất tốt về mọi mặt. Các bạn cần gì các bạn lựa chọn đấy thôi. Và đó là cảm nhận của mình về chai nước hoa Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản Intense. Chai nước hoa đã rất rất nổi tiếng và được rất nhiều người ở nước ngoài recommend về chai nước hoa này cho nữ sử dụng mùa hè. Không biết là các bạn nào đã sử dụng con chai nước hoa này chưa thì cũng bình luận bên dưới, và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.